cái đường nó như một con rắn, như anh tránh những cái chỗ đi lại như vậy. Trời đây cũng khá là nắng, mình quay nó có tới mọi người cho nó cảm mọi người.
rồi rồi. Xong cái đó là anh qua anh phải bị xử lý cái tù này đó, là có thể là xong bạn bè người bây giờ bắt đầu anh về lại rồi anh di chuyển qua để cắt cái tù ngay giữa ruộng này rồi. Quay à? Nít gì vậy? Mình xếp mọi người kết thúc video đây mọi người. Hẹn gặp lại mọi người.